Các bạn thân mến, có tin rằng Ngô Dược Phàm đã chính thức bị bắt và trở thành nghi can hiếp dâm trẻ vị thành niên cũng như nghi vấn sử dụng chất cấm? Bê bối này của Ngô Dược Phàm quá lớn và trở thành tâm điểm hóng drama trên mọi mặt trận. Ngay sau khi Ngô Dược Phàm bị chìm xuống, thì một số nhân vật đình đám trong showbiz Hoa ngữ cũng bị kéo xuống nước. Trong số những người này phải kể đến Mã Vi Vi. Mã Vi Vi chính là người đã bênh Ngô Dược Phàm trong bê bối năm 2016, hiện đã tuyên bố rút khỏi giới giải trí. Mà không tuyên bố rút lui cũng không được, bởi cả Mã Vi Vi và Lục Lục, những người từng bênh Ngô Dược Phàm đều đã bị khóa tài khoản Weibo. Mã Vi Vi thực chất thường xuyên có những phát ngôn ngông cuồng, bản thân là một người hoạt động trong giới giải trí, nhưng cô nàng có vẻ như thích gì thì nói nấy. Vào năm 2016, giữa Ngô Dược Phàm và một hot girl nổ ra một scandal tình ái lớn. Khi đó, hot girl này đã tố cáo Ngô Dược Phàm trăng hoa, lừa dối phụ nữ, lừa dối cô và ngủ với nhiều cô gái khác. Mã Vi Vi thời gian này đã nói rằng idol ngủ với fan là phúc lợi. Câu nói này của Mã Vi Vi đã gây lên tranh cãi lớn trên mạng xã hội suốt một thời gian dài. Nếu là fan của Tiêu Chiến, hẳn các bạn còn nhớ Mã Vi Vi cũng đã từng đổ thêm dầu vào lửa khi sự cố 227 xảy ra. Khi đó Mã Vi Vi từng nói Tiêu Chiến rằng quỳ gối xuống mà xin fan đừng report, quỳ gối xuống mà xin cộng đồng mạng đừng đào sâu. Trong khi những người khác đều hiểu rằng sự cố này hoàn toàn không thuộc về Tiêu Chiến. Nếu không muốn nói rằng Tiêu Chiến còn là nạn nhân gặp họa từ trên trời rơi xuống. Hiện tại thì hầu hết các nhãn hàng đã xóa bỏ hình ảnh hợp tác với Mã Vi Vi. Cộng đồng fan của Tiêu Chiến cũng đang đồng loạt hô to câu nhân quả báo ứng. Trong khi đó, thì fan của Ngô Dược Phàm đã đến đồn cảnh sát trong đêm, cầm theo bảng đèn và hát vang với mục đích tiếp ứng cho thần tượng. Thực tế, trong vài năm gần đây, vấn đề fandom luôn có những bất cập nhất định. Nếu fandom có người đứng đầu định hướng đúng đắn thì hoàn toàn không có gì đáng nói. Tuy nhiên, có những fandom đã thực sự truy tinh thiếu lý trí. Cụ thể như trường hợp của Ngô Dược Phàm, những bê bối của anh ta quá nghiêm trọng và dường như đã 2 năm rõ mười rồi. Nhưng một bộ phận người hâm mộ vẫn cố tình làm ngơ hô hào tiếp ứng. Điều này khiến cho cộng đồng mạng ai nấy đều ngao ngán. Các bạn thân mến, theo đuổi thần tượng là quyền tự do của mỗi một người hâm mộ. Tuy nhiên, hãy giữ cho mình một cái đầu tỉnh táo để trí tình một cách sáng suốt nhất. Nâng lên được thì cũng học cách bỏ xuống được đối với những ai không còn xứng đáng nữa. Ngoài vấn đề trí tinh điên cuồng, thì còn xảy ra hiện tượng fandom các nhà thường xuyên công kích và cãi vã nhau trên mạng xã hội. Fan idol nhà này nói idol nhà khác cọ nhiệt, fan only cấu xé fan couple, vân vân và mây mây. Ai ai cũng là anh hùng bàn phím, biết hết và hiểu hết mọi chuyện. Duy chỉ có một điều này mà các bạn ít quan tâm nhất, đó là hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Trong những quyền riêng tư này có quyền riêng tư của idol và quyền riêng tư của chính những người hâm mộ. Với bạn, diễn viên này là số 1, thì với người khác diễn viên kia là number 1. Có người thích đẩy thuyền couple, có người lại hoàn toàn không muốn ship couple. Bạn nhìn thấy ngọn núi này cao hơn, không hẳn là do nó cao, mà đôi khi là do vị trí đứng của bạn, do góc nhìn của bạn mà thôi. Vì vậy, hãy tôn trọng cảm nhận của người khác. Cảm nhận là thuộc về riêng bản thân mỗi người, ai cũng có sự yêu ghét của riêng mình. Đối với idol cũng vậy, người hâm mộ đôi khi can thiệp quá sâu vào sự nghiệp cũng như đời tư là điều không nên. Tiêu biểu như bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến, có khá nhiều fan đã tấn công mạng đối với nhà đài khi bất mãn với lịch chiếu của phim. Sau khi một loạt các tin dư được đồn thổi trên mạng xã hội, thì phòng làm việc của Tiêu Chiến đã ngay lập tức đính chính lại những tin này. Theo thông báo từ phòng làm việc thì Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chưa hề có lịch lên sóng chính thức. Động thái này của anh nhằm trấn an người hâm mộ cũng như tránh những tình huống quá khích có thể xảy ra. Trước đó thì rất nhiều nền tảng đã tung tin rằng bộ phim này sẽ lên sóng vào ngày 8 tháng 8 năm 2021 và 8790 Channel cũng đã cho tin vào tin đồn không chính xác này. Thời điểm năm ngoái cũng có một tin đồn khác xung quanh bộ phim. Có rất nhiều lời đồn đoán rằng bộ phim đã bị Cục Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hồ Nam yêu cầu cấm chiếu. Tuy nhiên, đơn vị này đã phản hồi rằng Dư Sinh đã có giấy phép phát hành theo quy định của pháp luật. Điều này có nghĩa là bộ phim hoàn toàn đủ tư cách ra mắt. Vì một lý do nào đó mà hiện tại người hâm mộ vẫn chưa thể gặp được bác sĩ Cố Ngụy mà thôi. Nhưng việc cấm chiếu là hoàn toàn không có căn cứ. Với đính chính lần này, phòng làm việc Tiêu Chiến cũng kêu gọi fan bình tĩnh, tin vào các nguồn thông tin xác thực. Bản tin của 8790 Channel hôm nay đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe thật tốt để cùng vượt qua dịch bệnh nhé. Xin kính chào tạm biệt.